Video truyện kiếm hiệp Chương Dụng mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 38 nhất kiếm cái thế, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn và đọc Chương Dụng. Chợt thấy bóng người lay động, Yên Sơn Nhất Quái và Long Môn Nhị Sát hiện ra sau lưng của Nhậm Quyền. Bạch Tiêu Thiên cười nhạt nói: "Phong Vân Hội cậy đông người, chẳng lẽ thần kỳ ban thiếu người hay sao?" Liền phất tay, lập tức đọc ra các diêu sách, dẫn hơn mười mấy tên hoàng kỳ hộ pháp vây lấy Yến Sơn Nhất Quái và Long Môn Nhị Sát. Song phương rút đào tuốt kiếm nhìn nhau hầm hầm sẵn sàng động thủ. Nhậm Quyền thầm nghĩ: "Nếu xảy ra xung đột, Thông Thiên Giáo tức đứng về phía thần kỳ bang, Phong Vân Hội đối địch cả ba mặt đều bất lợi." Nghĩ vậy đành nuốt giận nói: "Chẳng lẽ Bạch Quỳnh muốn cùng Phong Vân Hội quyết một trận thư hùng nội gia sáu thịt? Huynh đệ có làm chuyện đó hay không hoàn toàn do Nhậm Quỳnh quyết định đâu." Đương nhiên lão không đời nào cam chịu để cho kiếm kinh lọt vào tay người khác. Thiên Ất Tử bấy giờ mới lên tiếng nói: "Nhậm Quỳnh, hiện ở tí ngọ cốc này, tất cả quần hùng đang tụ tập, sự tồn vong của giang hồ tam đại đã được quyết định trong tế vong đàn." Nhâm Quyền nhìn sang bọn Hoa Phu Nhân, lại đánh mắt về phía gần 200 quái vật, chợt thấy sống lưng nổi gai. Thấy tình thế quả nhiên là hiểm nghèo, Nhâm Quyền xuống giọng nói: "Huynh đệ thấy trong chiếc hộp này chưa hẳn đã là kiếm kinh đâu, chúng ta nên làm gì?" Thiên Ất Tử nói: "Nhậm Quỳnh nên mở nó ra thử xem sao đã. Việc đó xin nhường lại cho đạo huynh. Nhậm Quỳnh đã không muốn mạo hiểm thì huynh đệ sẽ đảm nhận vậy. Nếu trong đó là kiếm kinh thật thì chúng ta sẽ chia nhau làm ba phần cho giang đồ hồ tam đại được chứ?" Nhậm Quyền không còn cách nào đành phất nhẹ tay áo, chiếc hộp vàng bay thẳng vào người của Thiên Ất Tử như ánh chớp. Thiên Ất Tử biết Nhậm Quyền cố ý chơi ác, đành chịu mất thể diện còn hơn mất mạng, dùng tài đánh một chưởng khiến chiếc hộp lại bị chấn rơi xuống đất. Hướng Đông Lai cười hô hô nói: "Đạo trưởng cẩn thận, trong hộp có chứa chất nổ cực mạnh đó." "Hương thi chủ nói không sai, cẩn thận bao giờ cũng là thượng sách mà." Rồi quay lại quát bảo: "Thanh Liên, mở hộp xem bên trong đựng cái gì." Một tên hồng y đạo đồng từ trong lều đi ra đến trước Thiên Ất Tử thi lễ, lấy trong túi ra một đôi găng tay đeo vào, sau đó mới nhặt chiếc hộp lên. Đôi găng tay tuy có tác dụng phòng độc, nhưng trán của Thanh Liên vẫn toát mồ hôi chảy ròng ròng ở trên mặt. Cả hơn hàng ngàn cặp mắt cùng hướng vào gã đạo đồng với sự sốt ruột. Thông Thiên giáo chủ thấy đồ đệ luống cuống như vậy liền nói: "Người cứ dùng đoạn kiếm phá ra, nhưng hãy cẩn thận." Thanh Liên vội đặt hộp xuống, lấy trong người ra một thanh đoạn kiếm chém thẳng vào một góc hộp. Chỉ nghe choang một tiếng, chiếc hộp vẫn không bị suy xuyển gì cả. Thanh Liên trán đẫm mồ hôi, dẫn hết công lực chém thêm mấy lần, thế mà chiếc hộp không xây xát một mảnh nhỏ nào. Toàn trường thấy vậy ồ lên một tiếng kinh ngạc. Thanh Liên là đệ tử đắc ý nhất của Thiên Ất Tử, công lực kiếm pháp đâu phải là tầm thường. Hơn nữa thanh đoản kiếm chỉ cần nhìn qua cũng biết đó là một bảo kiếm, vậy mà vẫn không làm xây xát được chiếc hộp nhỏ, xem như vàng ròng, chẳng biết nó làm bằng chất liệu gì đây. Hiển nhiên bên trong phải là một vật vô cùng quý giá, ai cũng có chung ý nghĩ như vậy. Thông Thiên giáo chủ quát lên: "Mang bàn long kiếm ra đây." Thanh Liên ứng lệnh, chạy vào liều lấy ra một thanh trường kiếm chui khảm xà cừ, khắc hình một con thương long, lóng lánh sinh động như thật vậy. Thiên Ất Tử rút kiếm khỏi vỏ, nước thép trong xanh lóng lánh phát hàn quang, thật là kiếm báo. Hướng Đông Lai bỗng lên tiếng thán phục: "Tuyệt kiếm." Trong giang hồ từng đồn đãi nhiều về thanh bàn long kiếm này, nhưng người ngoài Thông Thiên giáo chưa ai từng được thấy, bây giờ đều tỏ ra ngưỡng mộ. Thiên Ất Tử cười nói:
Kiếm này không vật nào có thể khắc chế, ngay cả thiên tướng tà binh cũng không làm gì được nó. Dứt lời chậm bước tiến tới trước chiếc hộp vàng, dí mũi kiếm vào góc hộp, dẫn thập thành công lực đâm xuống. Hướng Đồng Lai lên tiếng cảnh cáo: giáo chủ hãy cẩn thận, trong đó xác thực là kiếm kinh đó, nếu để hư tổn thì không có cách gì bổ khuyết được đâu. Bây giờ Thiên Ất Tử đã dẫn toàn lực đâm kiếm xuống, đương nhiên kể cả công lực lẫn bảo kiếm, Thiên Ất Tử phải hơn Thanh Liên nhiều lần. Không những thế, trong Tí Ngọ Cốc này có thể nói không ai sánh được. Vậy mà lạ thay, chiếc hộp vẫn trơ trơ không chút sức mẻ. Điều kỳ diệu ấy khiến giá trị vật đựng ở trong đó càng tăng. Thiên Ất Tử biết rằng mình dù có phí tâm lực cũng vô ích, không chừng hại đến thanh kiếm báo, lại còn làm trò cười cho thiên hạ. Liền tra kiếm vào bao, hoài sang hướng Đông Lai cười nói: Hướng huynh, bần đạo rất lấy làm ngưỡng mộ. Hướng Đông Lai lắc đầu nói: không, di vật của tiền nhân thuở xưa không phải do lão hữu tạo ra đâu. Bạch Tiêu Thiên cao giọng hỏi: Hướng Đồng Lai, người biết cách mở hộp chứ? Đương nhiên là biết rồi. Người có thể tiết lộ bí mật đó không? Cái đó còn chưa biết. Tuy nhiên huynh đệ cho rằng các hạ đã đọc qua toàn văn kiếm kinh bổ di, như vậy có thể tính là đệ tử ký danh của kiếm thánh Ngù Cao. Người xứng đáng nhất được để kế thừa pho kiếm kinh này. Thiên Ất Tử cười hô hố nói: Bạch huynh xin chúc mừng nha. Bạch Tiêu Thiên hừ một tiếng lạnh giọng: Thôi đừng dở cái trò phờ phỉnh nữa, hãy nói ra cách mở hộp xem. Hướng Đông Lai điềm nhiên nói: Người đã đọc qua toàn văn của kiếm kinh bổ di, chỉ nên cố công tham tường, chỉ sau 4 năm đã có thể trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Thiên Ất Tử và Nhậm Quyền đứng bên cạnh của Tiêu Thiên có cùng một ý nghĩ: nếu hôm nay để cho Bạch Tiêu Thiên tẩu thoát cùng với chiếc hộp, 3-4 năm sau hắn sẽ trở thành vô địch thiên hạ, chúng ta không có cách nào mà là đối thủ của hắn được. Như vậy chẳng phải thiên hạ do thần kỳ ban độc tôn hay sao? Hướng Đông Lai lúc này nói tiếp: cách mở hộp rất là đơn giản, chỉ là... Nói chưa xong, đột nhiên Chu Nhất Cuồng lăn đến nhanh như một con sóc, dùng ống tay áo rộng cuốn chiếc hộp vào. Không ai kịp phản ứng gì, và căn bản cũng không ai muốn ngăn trở. Hướng Đồng Lai lên tiếng hỏi: Chu Nhất Cuồng, chắc người cũng muốn biết cách mở hộp chứ? Biết cũng được, không biết cũng không sao. Mãnh hổ nan địch quần hồ, bảo hắn cũng khó địch nói đông người. Theo ta, chuyện về kiếm kinh này ngươi nên rút lui là tốt. Chu Nhất Cuồng nghĩ thầm: độc chất trên chiếc hộp đương nhiên là do Lê Hoa tiên tử thi triển, nhưng vì nó là hậu sinh tiểu bối nên không tiện bức bách đòi giải dược. Lão nghĩ ra một mẹo liền cười nói: tuy chiếc hộp này không bị dò kiếm làm hư tổn, nhưng lão phu đã dẫn hết công lực lên hộp rồi. Chỉ cần ấn tới phò kiếm kinh bên trong, dù giả hay thật cũng không còn một nét chữ nào nữa. Bọn Bạch Tiêu Thiên nghe vậy cả kinh, cả ba đều lấy thế sẵn sàng xông tới. Chu Nhất Cuồng lúc này bỗng nhiên quát to một tiếng. Thiên Ất Tử nhẹ giọng nói: Bạch huynh, Nhậm huynh, Chu lão nhi không việc gì đâu, chúng ta nên nhân nhượng một chút vậy. Hai người đành ngậm hận đứng yên. Chu Nhất Cuồng cười hăng hắc nói: Hướng lão nhi, đưa giải dược đây. Chiếc hộp đó của lão hữu vốn không có đạo, cái đó lão phù không cần biết. Hộp là vật của ngươi, lão phù chỉ hỏi ngươi thôi. Hướng Đông Lai cười nói: Người ta bảo rằng đồng tiền nào qua tay người tham tài thì cũng bị khuyết mất một miếng. Lê Hoa tiền tử đang ngồi trong liều nghe vậy nói ra: Hướng lão tiền bối đang nói móc giảng bối hay sao? Lão hữu không dám. Hoa phu nhân nhìn Lê Hoa tiền tử rồi thấp giọng nói: cục diện hôm nay Chu Nhất Cuồng đối với ta có lợi mà không có hại,
cô nương nên đưa thuốc giải cho lão ta đi. Lan Hoa tiên tử gật đầu, rồi lướt tới trước Chu Nhất Cuồng nói: "Ngươi chỉ làm rách việc thôi." Dứt lời ngửa tay ra, trong lòng bàn tay trắng trẻo thấy có một viên thuốc màu hồng. Chu Nhất Cuồng chợt nghĩ: "Ả người miêu này tuy dung mạo như hoa, nhưng trên thân đều có độc, không thể khinh suất." Nghĩ đoạn nói với giọng bàng hoàng: "Lão phù chỉ đòi giải dược ở hướng Đồng Lai, không muốn nhận thịnh tình của người khác." Lan Hoa tiên tử nhíu đôi mày liễu nói: "Giải dược này chỉ có một viên, người đã không lấy, bây giờ ta cho ai là tùy ở ta, người không được hiếp bách người đó nữa." Thiên Ất tử vội tiếp lời: "Nếu vậy cô nương hãy đưa giải dược cho bần đạo." "Hài lắm, chính hợp ý ta." Chu Nhất Cuồng thất kinh há miệng, phùng mang hút mạnh viên dược hoàng chui tọt vào cổ họng. Nhưng lão chợt nghĩ rằng nếu lỡ trên tay đối phương có độc nữa, tất sẽ nằm gọn trong bụng mình rồi. Nghĩ thế đó bất giác tái mặt đi. Hoa phu nhân lúc này lên tiếng gọi: "Cô nương về chỗ đi." Miêu lĩnh Tam Tiên tuy bướng bỉnh đã thành tính, nhưng vẫn kiên nể hoa phu nhân. Lâm Hoa tiên tử nghe gọi liền đi nhanh vào liều. Chu Nhất Cuồng uống xong giải dược, độc chất tiêu trừ ngay, liền đặt chiếc hộp xuống trước mặt, rồi lên tiếng hỏi: "Hướng lão đệ, cách mở hộp như thế nào đây hả?" Hướng Đồng Lai nói: "Ngươi vừa gọi ta là lão nhi, giờ lại đổi thành lão đệ, ngươi sao lương lẹo thế?" Chu Nhất Cuồng cười hô hố nói: "Chuyện xưng hô sớm tối bất nhất, thôi đừng đề cập đến chuyện giặc ấy, hãy đi vào chính sự thôi." Hướng Đông Lai nghiêm trang nói: "Chiếc hộp đó không có cơ quan gì cả, chỉ là thứ vật liệu thuần nhất, không có cách mở." Chu Nhất Cuồng gầm lên: "Đã là vật liệu thuần nhất thì làm sao để kiếm kinh vào bên trong đó được? Đó là kiệt tác của tiền nhân, lão hủ làm sao biết được chứ? Người đã thấy kiếm kinh chưa?" "Chưa." "Nếu chưa thấy sao người biết trong đó là kiếm kinh? Chẳng phải là đặt chuyện lừa người hay sao?" Chợt Bạch Tiêu Thiên chen lời vào: "Rõ ràng ngoài hộp viết hai chữ kiếm kinh, người không biết chữ hay bị mù mắt vậy hả?" Chu Nhất Cuồng phát nộ liền phát tài đánh ra một chưởng. Bạch Tiêu Thiên thi triển Hà Sốc Lập Quy, quá giải chưởng lực của Chu Nhất Cuồng, đồng thời hoàn lại một chiêu. Hai người đã đấu với nhau suốt 10 năm ròng rã nên đã quá quen thuộc với chiêu thức của đối phương. Vì thế chỉ mới xuất chiêu đã không cần thăm dò mà đã dùng ngay những chiêu lợi hại nhất. Chiêu thức liên miên bất tuyệt, chưởng lại chưởng đi như thoi đưa, khiến những người có võ công cao cường nhất trong đấu trường cũng phải mắt qua đầu loạn, không nhận ra được là họ dùng chiêu thức và chưởng pháp gì. Đột nhiên từ ống tay áo trái của Bạch Tiêu Thiên phát ra một luồng chưởng lực cực mạnh, đồng thời lão dung chân đá tung một cước đánh ập tới đại não của Chu Nhất Cuồng. Ba chiêu cùng xuất thế như lôi tinh, nhanh như chớp giật, lợi hại vô cùng. Nếu là người khác thì chưa chắc đã đương nổi, nhưng Chu Nhất Cuồng vốn là đã quen với cách ra chiêu của đối thủ, vừa thấy tay áo phất ra là đã lăn qua một vòng, đồng thời thi triển khốn thủ đóng công đánh ra một chưởng cực mạnh. Tả chưởng và cước lực của Bạch Tiêu Thiên lạc vào không, hữu chưởng của hắn lại vung lên tiếp chưởng. Chỉ nghe bình một tiếng như sét đánh, Bạch Tiêu Thiên bị bước lùi một bước. Trong khi đó thân hình tròn lẳng như quả bóng của Chu Nhất Cuồng cũng lăn đi nửa vòng. Song phương đều chịu thiệt thòi như nhau. Bốn mắt hổ đăm đăm nhìn nhau, còn chưa biết ra chiêu thế nào để tiếp theo. Thông Thiên giáo chủ Thiên Ất tử lên tiếng giảng hòa: "Hai vị đều là bằng hữu thâm giao, đừng tranh chấp nữa. Chúng ta sẽ chia kiếm kinh thành bốn phần, thế nào?" Chu Nhất Cuồng lầu bầu: "Toàn là nói hưu nói vượng, ngay cả chiếc hộp còn chưa mở được vậy mà cứ đòi chia chác." Cả bốn người cùng hướng sang phía Hướng Đồng Lai. Hướng Đồng Lai cười nói: "Chiếc hộp này trên đời chỉ có một vật khắc chế nó thôi." Cả ba bốn miệng đồng thanh lên tiếng hỏi: "Là vật gì?"
Nếu có kìm kiếm ngày trước của lão phu là mở được ngay, không tốn chút sức lực nào. Nhậm Quyền lúc này chợt nói to: Vậy thì để lão phu mở cho. Những lời ấy khiến cho mọi ánh mắt đổ dồn về phía Nhậm Quyền. Chu Nhất Cuồng hét lên: Nhậm lão nhi, mau đưa kìm kiếm ra, nếu không sẽ chết không có đất chôn thân. Nhậm Quyền cười nhạt đáp: Chỉ sợ người muốn mà không đủ sức thôi. Chu Nhất Cuồng tụ sẵn công lực vào đơn chưởng, chờ lúc xuất kỳ bất ý là tập kích. Trong khi đó thì Nhậm Quyền cùng đoán ra tâm ý của đối phương, ngầm dẫn công phòng bị. Chợt nghe Thiên Ất Tử nói: Nhậm huynh, suốt 10 năm nay chúng ta không hiểu điều bí ẩn của kim kiếm, nhưng nay thì đã giải được rồi. Nhậm Quyền lạnh lùng đáp: Chỉ có người mới giải được thôi, còn ta vẫn chưa hiểu. Nhậm Quyền, chớ làm ra vẻ hồ đồ nữa. Chỉ có kim kiếm mới mở được võ học tối thượng, thế chẳng phải nó liên quan đến một phò bí kiếp vô địch thiên hạ? Nhậm Quyền thầm nghĩ: Nói vậy không sai, ngay cả bàn long bảo kiếm thần kỳ như thế mà vẫn không mở được chiếc hộp, thì chẳng phải kim kiếm là vật duy nhất để chiếm được kiếm kinh? Nhưng kiếm kinh của ta đã bị người trộm đi, còn mất thêm một mạng của bàn nhi nữa. Tuy vậy bây giờ nói rõ sự thật đó ra, trừ tên đích thân trộm kiếm ra sẽ không ai tin là điều đó. Nhưng nếu không nói thì bao nhiêu tai họa sẽ đổ xuống đầu. Giọng của Thiên Ất Tử lại vang lên: Chỉ vì thanh kim kiếm đó mà Nhậm huynh, Bạch huynh và Chu huynh tranh ám đấu cả chục năm nay, đã tốn mất hòa khí, lại làm suy yếu mối liên minh. Đến hôm nay tớt phải làm rõ một lần cho rốt ráo đi. Nhậm Quyền lúc này lạnh giọng nói: Đạo huynh tỳ luận thật cao, khiến cho tiểu đệ vô cùng khâm phục. Tiếc rằng kim kiếm đó đã bị người trộm mất rồi. Cho dù đạo huynh hùng biện bao nhiêu thì cũng phí lời mà thôi. Chu Nhất Cuồng gầm lên: Thối mồm, dù trẻ lên ba nghe cũng không tin nổi. Nhậm Quyền sát khí đằng đằng đanh giọng nói: Lão thất phu, nếu không tin thì ngươi làm gì ta đây? Chu Nhất Cuồng bản tính hung bạo, nghe vậy định xông vào động thủ. Thiên Ất Tử xua tay nói: Chu huynh cứ bình tĩnh, huynh đệ có một cách có thể chứng minh thanh kim kiếm của Nhậm huynh có bị trộm mất hay là không. Nhậm Quyền quát hỏi: Cách gì đây? Kim kiếm vốn ở trong tay của Nhậm huynh, nhưng nếu đã mất đi thật thì dù Nhậm huynh có được tráp cũng không biết cách mở. Nhậm Quyền tức giận ngắt lời: Vậy theo ngươi thì như thế nào hả? Theo thiện ý của bần đạo thì Nhậm huynh nên rút khỏi cuộc tranh đoạt này đi. Chu Nhất Cuồng khoái chí kêu lên: Chỉ phải đó, nếu hắn lại muốn khừ khừ tranh chiếc hộp, chứng tỏ chuyện mất trộm kim kiếm là bịa ra để lừa người. Chưa chừng việc nhi tử của người chết cũng là điều giả mạo luôn. Nhậm Quyền nộ khí xung thiên, mặt tái xanh, liền gầm lên nói: Được, được, được. Nhậm mỗ không rút khỏi vụ kiếm kinh này, để xem các ngươi chia phần ra làm sao đây. Thiên Ất Tử ánh mắt láo lia nhìn Bạch Tiêu Thiên nói: Bạch huynh, chuyện kìm kiếm thất tích đã lâu, không phải một sớm một chiều là có thể tìm có. Theo ý của bần đạo, chiếc hộp vàng này tạm thời do ta và huynh bảo quản đi. Bạch Tiêu Thiên gật đầu nói: Đạo huynh nói rất đúng đó. Thiên Ất Tử lại nói thiệt: Bạch huynh đã từng đọc qua toàn văn của kiếm kinh bổ gì, chỉ nên chú tâm tham tường. Cho dù không thành đệ nhất cao thủ, cũng ít nhất luyện thành tuyệt nghệ như Hướng thí chủ. Vì thế cho nên kiếm kinh đối với Bạch huynh không có tác dụng gì nhiều. Bạch Tiêu Thiên lúc này nói: Nếu vậy huynh đệ tạm gác lại chuyện tham tường kiếm kinh, để chú tâm bảo quản chiếc hộp vàng này. Chu Nhất Cuồng dung chưởng đánh tới rồi quát lên: Đừng có nằm mộng! Bạch Tiêu Thiên xuất chưởng đánh bật chưởng lực của Chu Nhất Cuồng rồi rít lên: Lão tàn phế! Thông Thiên Giáo và Phong Vân Hội đã thống nhất chuyện này rồi. Nếu người cả gan dám ngăn cản là tự mình tìm cái chết đó. Bạch lão nhi, nếu người đã muốn giao thủ thì cứ ra đây cùng lão phù đánh nhau một trận. Bạch Tiêu Thiên thầm nghĩ:
Kiếm kinh bổ gì đúng là nguyên lý võ thuật quyền diệu. Tên tiểu tử Hoa Thiên Hồng chỉ luyện được có mấy chiêu mà quy lực kiếm thế của hắn đã tăng tiến không ngừng. Tiếc rằng võ học của ta không thiên về kiếm, nên không thể hấp thụ được những tinh túy của nó. Nếu không gật đầu, lão tàn phế này một lần cho xong. Nghĩ vậy, lão phớt lờ Chu Nhất Cuồng, rồi quay sang Hứa Đông Lai nói: cả kiềm kiếm lẫn chiếc hộp đồng thời lạc vào tay ngươi, vậy sao ngươi không lấy kiếm kinh ra? Điều này khiến người ta nghi ngờ đó. Có mấy giọng hùa theo: đúng vậy. Hướng Đông Lai cười đáp: ta chưa luyện kiếm kinh bổ gì, các ngươi bốn người liên thủ còn không thắng nổi ta, vậy thì luyện kiếm để làm gì nữa? Bạch Tiêu Thiền, Thiên Ất Tử, Chu Nhất Cuồng và Nhậm Quyền nghe thấy cùng đỏ mặt. Nhưng đó là sự thật, không sao phản bác được. Bạch Tiêu Thiên nghĩ bụng: võ công luyện đến trình độ cảnh giới như hắn đúng là chẳng giỏi gì mà luyện kiếm kinh thêm nữa. Nghĩ thế, ý muốn chiếm đoạt kiếm kinh càng trở nên cấp thiết. Lão ta lại biết rằng cả Thiên Ất Tử lẫn Nhậm Quyền không đời nào khoanh tay để mặc cho mình độc chiếm kiếm kinh. Việc này chỉ có thể giải quyết bằng võ công mà thôi. Thiên Ất Tử lúc này lại nói: Bạch huynh, chỉ vì chuyện kiềm kiếm mà huynh cùng với Chu huynh đã đấu nhau đến 10 năm. Vì thế cho nên nếu để kiềm kiếm cho Bạch Binh bảo quản thì bằng lời nói chỉ sợ rằng... Bạch Tiêu Thiên nghe Thiên Ất Tử gợi lên mối hận thù, hiểu rõ tâm địa của hắn nên cười nhạt nói: nếu thế thì kiềm kiếm sẽ do đạo huynh bảo quản. Thiên Ất Tử đáp: cũng được, bần đạo sẽ cố gắng không phụ lòng chư vị. Chưa dứt lời, dung mạnh ống tay áo cuốn chiếc hộp nhỏ vào. Chợt nghe Nhậm Quyền quát lớn: ai lấy chiếc hộp này chính là kẻ đã trộm kiềm kiếm và sát hại nhi tử của lão phù. Huynh đệ phong dân hội sẽ tính sổ với hắn. Bất chấp hắc đạo hay là bạch đạo, quyết một trận tồn vong. Thiên Ất Tử lúc này biến sắc nói: Nhậm Quỳnh sao dám ngậm máu phun người, bần đạo quyết không thể nhịn. Nhịn được hay không cũng phải nhịn. Từ trong liều vang ra giọng nói của Quyền Linh Tử: chuyện về kiếm kinh bốn giáo xin rút lui. Chỉ cần nghe những lời này, mọi người đều biết người phát ra có một nội công cực kỳ thâm hậu. Hoa phu nhân vốn đã từng giao thủ với một trong ba người, họ đều là những sư thúc của Thiết Ất Tử và Thanh Quyền chân nhân, nàng nghe vậy cũng không khỏi sửng sốt. Thiên Ất Tử thoáng ngớ người rồi sau đó nghĩ lại: sư thúc nói thế thì cũng phải. Hiện tại ai giữ cũng chỉ là tạm thời, sau khi hội tế xong thu hồi cũng thế cả thôi. Nói đoạn rồi chắp tay nói: thông thiền giáo xin rút lui, vị nào thức thì cứ lấy. Chu Nhất Cuồng nghe nói thò tay chợt lấy. Bạch Tiêu Thiên đứng lên vội đánh ra một chữ. Chu Nhất Cuồng nghe chưởng phong rít lên từ sau lưng, tay đang cầm chiếc hộp vàng liền lăn sang nửa vòng tránh chưởng. Bây giờ Nhậm Quyền đang đứng ngay trước mặt của Chu Nhất Cuồng cũng xuất chưởng đánh tới. Chu Nhất Cuồng không kịp tránh né kêu lên: lão phù đã nói, nếu các người không chịu rút lui. Bạch Tiêu Thiên và Nhậm Quyền vốn biết Chu Nhất Cuồng là kẻ liều mạng, sợ rằng lão sẽ quỷ luôn phò kiếm kinh bất chấp tính mạng của mình, nên thấy Chu Nhất Cuồng cầm chặt hộp ở trong tay đành thu chưởng về. Riêng Thiên Ất Tử vốn biết mình khó lòng tranh đoạt, hơn nữa sư thúc đã có lời rút lui. Trong lúc đó, lão đứng quá gần nên cũng không kịp thu chưởng. Chu Nhất Cuồng vừa tránh khỏi chưởng của Bạch Tiêu Thiên chưa kịp nói hết câu thì trúng một chưởng của Thiên Ất Tử vào vai phải, ngay chỗ cánh tay bị cụt. Lão nghiến răng nói: lũ cuồng, lão phu thà đạp đổ. Liền dẫn công bóp mạnh. Một tiếng nổ vang lên như sét kèm theo ánh lửa sáng lòa, làm rung động toàn tí ngõ cốc cùng tiếng kêu ghê rợn, khiến tất cả những người trong cốc đều đứng hẳn dậy. Tiếng nổ chính phát ra từ chiếc hộp bằng vàng, không biết chất nổ bên trong được kích động như thế nào mà cả hai ba lần kiếm đâm dao chém vẫn không nổ. Chỉ khi Chu Nhất Cuồng vận công bóp mạnh làm tác động vào bên trong mới phát nổ. Sau tiếng nổ hồi lâu, khói bụi dần dần lắng lại. Mọi người chú mục nhìn xem, cả
Cảnh tượng trước mắt làm ai nấy kinh hồn lạc phách. Tấm thân tàn phế của Chu Nhất Cuồng hầu như không còn lại chút gì ngoài chiếc gậy sắt mà lão dùng làm công cụ di chuyển và một ít thịt xương cháy xém. Ngoài Chu Nhất Cuồng, Thông Thiên giáo chủ Thiên Ất Tử đứng gần hơn cả, hai chân bị xé nát, nằm lăn lộn trên mặt đất không ngừng rú lên đau đớn. Kế đến là Nhậm Quyền, tay phải bị đứt gọn gần đến bả vai, ngực cũng bị thương mấy chỗ, đang ôm lấy vết thương, ngồi phịch xuống phòng bế kinh mạch cầm máu. Quyền Linh Tử ra lệnh cho Thanh Liên: mau chặt cục đôi chân cho giáo chủ ngươi, rồi đưa hắn vào đây, nhanh lên. Thanh Liên dân mệnh chạy ra dùng tiểu kiếm cắt cục đám thịt nhầy nhụa cho Thiên Ất Tử, rồi đưa vào liều. Bạch Tiêu Thiên đứng ở phía sau xa hơn, cũng bị chấn động lùi lại mấy bước, tức giận nhìn hướng Đông Lai nói: thì ra họ hướng ngươi, đưa lửa đạn vào đây. Hướng Đông Lai trầm tĩnh đáp: các ngươi bị báo ứng như vậy là phải lắm, ta chịu tàn phế mười mấy năm nay cốt để nhìn thấy cuộc báo thù này, tiếc rằng chỉ có riêng ngươi lọt lưới. Bạch Tiêu Thiên nhảy đến một bước định phát chưởng, nhưng nghĩ lại Vô Lượng Thần Quân cùng với Cửu Tý Thần Chưởng vẫn bị bốn tên đệ tử của Hướng Đông Lai quá giải dễ dàng, bụng nghĩ thầm: sao ta lại không khích cho hai phái kia trả thù để tọa sơn quan hổ đấu. Bây giờ ba cao thủ của Phong Vân Hội là Bát Bách Tu La Trà Tranh, Yến Sơn Nhất Quái cùng Chữ Nguyên Cực đang định đưa Nhậm Quyền vào liều để dưỡng thương. Bạch Tiêu Thiên nhìn ba người nói: Nhậm Quyền đã phòng bế kinh mạch, tạm thời chưa có việc gì. Ba vị trước việc tên họ Hướng này báo thù cho Nhậm Quyền đã. Ba cao thủ của Phong Vân Hội có Yến Sơn Nhất Quái, vốn là một tên đại ma đầu từ lâu đã nổi danh trên chốn giang hồ. Còn Chữ Nguyên Cực và Bát Bích Tu La Tra Tranh là nhị đương gia và tam đương gia, võ công cao cường, tính khí nóng nảy. Nghe Bạch Tiêu Thiên nói vậy, chẳng lẽ còn thối thác rút lui, bèn xông đến trước chiếc xe đẩy. Hướng Đông Lai biết không thể tránh được một cuộc chiến, đã lệnh cho bốn tên thủ hạ phòng bị. Cả ba tên đồng thời hét lớn: Hướng Đông Lai, nạp mạng đây. Dứt lời chiêu cùng sức, bốn tên tiểu đồng ở bốn góc của chiếc xe đẩy cùng đưa tay lên, những thanh tiểu kiếm tỏa sáng ngân quang, phân ra những chưởng lực của Chữ Nguyên Cực, Bát Bích Tu La Tra Tranh, khiến hai luồng chưởng kình của đối phương ập về phía sau. Cũng đồng thời với ba cao thủ của Phong Vân Hội xuất chiêu, Bạch Tiêu Thiên thét lên một tiếng, chồm thẳng vào Hướng Đông Lai phát một chưởng cực mạnh. Bây giờ bốn tên tiểu đồng đang bận quá giải chưởng lực của Chữ Nguyên Cực Tra Tranh, vì thế Hướng Đông Lai buộc phải phát chưởng nghênh chiêu hộ thân. Hướng Đông Lai vốn đã bị Bạch Tiêu Thiên, Thiên Ất Tử, Chu Nhất Cuồng và Nhậm Quyền ngày xưa dây đánh cắt hết gân ở trên người, sau này không thể dụng binh khí được, chỉ truyền thụ võ công cho bốn tên đệ tử, riêng mình thì phục hồi dược một phần, có thể dùng chỉ chưởng để hộ thân, tuy vậy cũng không phải là tầm thường. Biết cuộc chiến trước mắt vô cùng bất lợi, nhưng chính Hướng Đông Lai đã mạo hiểm đến đây cốt để trả thù, cũng đã xác định trước việc này. Bạch Tiêu Thiên vừa phát chưởng, Hướng Đông Lai cũng dốc hết sức lực, trong 10 năm tu luyện phát ra một chưởng. Lúc đó bốn tên tiểu đồng đưa tiểu kiếm quá giải chưởng kình của Chữ Nguyên Cực và Bát Bích Tu La Tra Tranh. Chưởng lực của Bạch Tiêu Thiên và Hướng Đông Lai tiếp nhau nổ một tiếng dữ dội. Bạch Tiêu Thiên bị chấn lùi hai bước, chân khí nghịch xung, kinh hãi nghĩ thầm: tưởng rằng tên này mất hết võ công, dùng bốn tên tiểu đồng xuất trận thay mình, sao nội lực của hắn vẫn còn nguyên thâm đến như vậy. Hướng Đông Lai cũng bị luồng chấn lực đẩy lùi chiếc xe mấy thước. Trong khi khí huyết còn bị đảo lộn, thì chợt thấy một dòng thép màu đen bay thẳng tới đập vào ngực rồi dội ra. Đó là binh khí của Yến Sơn Nhất Quái. Hướng Đông Lai bị chấn thương nặng, miệng phun ra một dòi máu. Từ liều, quần hiệp mấy cao thủ lao nhanh đến rồi đưa xe vào. Chữ Nguyên Cực và Yến Sơn Nhất Quái cùng đưa Nhậm Quyền vào liều,
Chỉ riêng bác Bích Tu La Trà Tranh đứng ngạo nghễ nhìn quân hiệp đầy vẻ thách thức. Từ trong liều, quân hiệp một người xông ra. Người này mất một tay, chỉ còn có tay phải cầm trường kiếm râu ria tua tủa. Chính là quan gia đối đầu của Trà Tranh, Thường Tu Khách đã xuất trận. Bác Bích Tu La Trà Tranh cười hăng hắc hai tiếng, rồi thâm trầm nói: Thường Tu Khách, ta với ngươi thù sâu như biển, cũng chẳng cần chi phải nhiều lời. Hắc bạch lưỡng đạo, ai còn ai mất chỉ hôm nay xác định. Ta và ngươi trước hết quyết một trận trường sinh tử để phân cao hạ. Thường Tu Khách phất kiếm nói: Cũng kể ngươi là hảo hán đó. Thường Tu Khách vốn không nhiều lời, lại rất trọng nghĩa khí. Mấy chục năm nay luật lệ giang hồ đã không còn tồn tại nữa. Trong cuộc chiến trường, mấy chuyện lấy đông hiếp ít, lấy thịt đè người bất chấp liêm sĩ. Trà Tranh là người của Phong Vân Hội, lại là tam đương gia mà chấp nhận đơn đá độc đấu là điều đáng quý rồi. Thường Tu Khách khen hắn là tài hảo hán, như vậy cũng tỏ ra trong lòng ngưỡng phục vậy. Trà Tranh hừ một tiếng, rồi bước đến dung chưởng công sàn. Bác Bích Tu La Trà Tranh danh bất hư truyền, chỉ còn lại độc có một cánh tay, nhưng liên hoàn công liền tám chưởng như bão táp mưa xa. Thường Tu Khách kinh hãi nghĩ thầm: Lão tặc này không phải tay vừa, mới một thời gian ngắn mà võ công đã tăng tiến không ít. Dưới màn chưởng ảnh dày đặc không nhận được rõ hư chiêu hay thực chiêu gì. Nếu cố công quá giải, ác sẽ để mất tiên cơ. Thường Tu Khách liền thi triển một chiêu tiếu chỉ nam thiên, trường kiếm nhằm mi tâm quyệt của đối phương mà đâm tới. Đây là chiêu lấy công thay thủ, phát huy quy lực của binh khí so với tay không. Chưởng pháp của Trà Tranh tuy kỳ ảo nhưng không thể lợi hại bằng trường kiếm liên hoàn. Bác Bích Tu La Trà Tranh vội lùi lại rồi lao qua bên tả của Thường Tu Khách. Người theo chưởng đến tấn công tới tấp. Thường Tu Khách đổi thế kiếm lại dung động, lấy công đối công, không nhường một phân một tấc. Hai đối thủ là cừu gia thâm căn cố đế, chỉ cần xuất thủ là dốc toàn lực, vừa đấu võ công vừa đấu ý chí. Thề đấu không đội trời chung thì còn kể chi đến thủ đoạn tàn độc sát thủ. Lúc này sau mấy giải liều, bọn đệ tử của giang hồ tam đại đi đi lại lại, cử chỉ hấp tấp vội vàng. Hiển nhiên là cả ba đang phát thương nghị đại sự khẩn cấp. Trong liều quần hiệp cũng vạch kế hoạch cuối cùng chuẩn bị cho trận quyết chiến sắp xảy ra. Trong trường chiến cuộc đang căng thẳng, ngoài trường tình thế càng khẩn trương. Cảnh tượng đã khiến cho người ta phải nghẹt thở. Chợt Thường Tu Khách quát to một tiếng, trường kiếm vẽ lên một đường sắc lạnh như ánh chớp, dày lấy Bác Bích Tu La Trà Tranh trong màn kiếm ảnh. Lại nghe chưởng phong ầm ầm, nghe đến sởn óc. Chưởng lực của Trà Tranh cũng chuyển thế trở nên uy mãnh hơn, chấn lùi trường kiếm của Thường Tu Khách. Đó là Cẩm La Truy Hồn chưởng pháp, giang danh giang hồ. Mấy ngày vừa qua, Thường Tu Khách đấu luyện cùng Hoa Thiên Hồng với những chiêu kiếm ác liệt nhất, nên song phương cũng tiến bộ rất nhiều và thu được không ít kinh nghiệm. Cẩm La Truy Hồn chưởng pháp quy lực thực khiến cho kiếm thế nhất thời bị chấn lui, nhưng lập tức Thường Tu Khách đổi chiêu giành lại thế chủ động vừa mất. Phút chốc cuộc chiến đã kéo dài nửa thời trường, song phương đã đấu với nhau 300 chiêu. Đó là cuộc chiến đấu vô cùng kịch liệt, xuất phát từ mối hận cừu giữa hai người đã nén giữ từ lâu. Cả hai đều muốn bắt đối phương trả nợ cho cánh tay của mình. Đương nhiên Thường Tu Khách có mối thù sát thê diệt tử trầm trọng hơn, vì thế kiếm xuất ra cũng ác liệt hơn. Ai cũng hạ quyết tâm là phải giết cho bằng được đối phương mới cam tâm, vì thế trận đấu càng lúc càng ác liệt, đặt hai người vào một hoàn cảnh có tiến chứ không thoái. Trong các liều bầu không khí đột nhiên trở nên trầm lặng. Mọi người chú mục theo dõi cuộc chiến đều nhận ra rằng cuộc chiến này tất phải có người vĩnh viễn nằm lại tại trường mới có thể chấm dứt. Một lúc sau thì Bác Bích Tu La Trà Tranh đã bị áp chế vào thế kiếm của Thường Tu Khách, tình thế xem chừng không thể duy trì lâu. Trong liều của Phong Vân Hội, mọi ánh mắt ngưng thị vào trường đấu với vẻ căng thẳng.
Nhậm Quyền bị đoạn mất một cánh tay đang phục dược trị thương. Mới điều tức giận công xong thì lão nhìn chiến cuộc rồi nhíu mày nói với Chữ Nguyên Cực ngồi ở phía sau mình. Nhị đệ hãy xuất trận làm như thay thế tam đệ. Nếu đối phương cho người tham chiến nữa thì chúng ta sẽ phái người thứ ba. Nếu Thông Thiên Giáo ứng chiến, chúng ta sẽ tạo ra tình trạng hỗn độn, rồi cứ theo kế hoạch đã dự định mà tiến hành. Chữ Nguyên Cực ứng lệnh liền xuất trường. Hoa Phu Nhân ngồi lượt trận, thấy vậy liền trầm giọng nói: Am đệ, xuất trận! Tư Mã Trường Thanh lập tức lao ra chặn đường của Chữ Nguyên Cực. Phía phòng dân hội thì cũng đã có kế hoạch. Tư Mã Trường Thanh vừa ra thì Yến Sơn Nhất Quái cũng nhảy vào trường đấu. Triệu Tam Cô nổi giận định đứng lên nhưng Hoa Phu Nhân giữ lại nói: Đối phương đông người, phe ta lại ít, chưa đến lúc tối cần thiết. Chúng ta hãy nên bảo tồn lực lượng. Bây giờ Tư Mã Trường Thanh đã rút kiếm nhìn chằm chằm vào đối thủ. Yến Sơn Nhất Quái tháo từ cổ tay ra một vòng thép đen kịch to bằng miệng bát đưa lên ngang ngực rồi đưa mắt ra hiệu cho Chữ Nguyên Cực. Chữ Nguyên Cực hiểu ý quát to một tiếng rồi dung chưởng tấn công. Tư Mã Trường Thanh quét ánh hàn quang vào Chữ Nguyên Cực và Yến Sơn Nhất Quái. Thấy Chữ Nguyên Cực đánh chưởng đến vẫn đứng bất động. Dung Chữ Nguyên Cực vừa phát chưởng đó là hư chiêu. Chỉ chờ cho Tư Mã Trường Thanh đối phó là Yến Sơn Nhất Quái xông vào đối địch. Còn mình thì chi viện cho Tra Tranh, đối phó với Thường Tù Khách. Nào ngờ Tư Mã Trường Thanh không phản ứng, thấy mình xuất chưởng cũng như không. Chữ Nguyên Cực bỗng nổi khùng, hư chiêu quá thành thực chiêu. Chưởng giận thập thành công lực, vội vã đánh tới. Tư Mã Trường Thanh cười nhạt, tránh sang nửa bước. Chợt thấy ánh chớp màu đen lóe lên, Yến Sơn Nhất Quái đã dùng chiếc vòng thép lao vào cuộc chiến. Công lực của Yến Sơn Nhất Quái cao hơn Chữ Nguyên Cực. Do vậy, chiêu tuy phát ra sao, nhưng cùng đến đồng thời. Tư Mã Trường Thanh liền dung kiếm chống trả. Tư Mã Trường Thanh mệnh danh là cửu mệnh kiếm khách. Mỗi khi xuất trận đều đánh vong mạng, xuất chiêu tận lực. Nên các nhân vật hắc đạo đều tránh không muốn đối địch. Tư Mã Trường Thanh dụng kiếm như đao nhằm chiếc vòng thép chém tới một nhát. Đồng thời để kiếm theo đà đâm vào sườn trái của Chữ Nguyên Cực. Tuy vừa rồi không hai kiếm, nhưng chỉ một chiêu, kiếm thấy vô cùng thần tốc và cũng rất lợi hại, làm cho hai tên của Phong Vân Hội phải lùi lại. Chữ Nguyên Cực không ngờ Yến Sơn Nhất Quái lại hèn kém đến như vậy. Ngay chiêu đầu của đối phương đã không ngăn nổi, lúc đó muốn tránh cũng đã hơi muộn. Ánh hàn quang lóe lên, chiếc trường bào của Chữ Nguyên Cực đã bị kiếm rạch một đường ở bên sườn trái dài đến hai thước, máu tươi thấm đỏ cả vạt áo. Yến Sơn Nhất Quái vừa thẹn vừa tức, vội vàng múa dòng xông vào công liền mấy chiêu, khiến cho Tư Mã Trường Thanh phải xoay kiếm lại chống đỡ, nhờ thế mà cứu được mạng của Chữ Nguyên Cực. Chữ Nguyên Cực thoát hiểm trong đường tơ kẻ tóc, mặt đỏ bừng rồi lại tái đi. Tuy nhiên với vết thương chỉ sượt ra ngoài da thịt nên chưa nguy hại gì. Lướt mắt nhìn thấy trận rồi đột nhiên lao về phía Thương Tu Khách. Nhưng Tư Mã Trường Thanh đã đề phòng, thấy Chữ Nguyên Cực lao sang. Tư Mã Trường Thanh nhắm sườn còn chưa bị thương chém sang một kiếm, khiến cho hắn phải nhảy tránh sang bên trái. Yến Sơn Nhất Quái vốn từ lâu đã nổi danh hung ác trong giới hắc đạo trên giang hồ. Nay tuy hai người đánh một vẫn bị đối phương chiếm được thượng phong, bất giác giận đến phát cuồng, tài múa tích chiếc vòng tấn công như vũ bão. Với một cao thủ như Yến Sơn Nhất Quái tận lực tấn công như vậy, Tư Mã Trường Thanh cũng buộc phải đưa hết sức đối phó. Vì thế Chữ Nguyên Cực thoát khỏi tầm khống chế của Tư Mã Trường Thanh, không nói một lời nào xông vào tấn công Thương Tu Khách. Thương Tu Khách phát ra một kiếm chặn được thế công của Chữ Nguyên Cực rồi lạnh giọng nói: Tra Tranh, hôm nay nợ nần giữa chúng ta thanh toán một lần cuối cùng. Chỉ có một người sống sót rời khỏi đấu trường này thôi. Bây giờ Bát Bích Tu La Tra Tranh chợt nghe ra lời ám chỉ trong câu nói của Thương Tu Khách. Khi bắt đầu cuộc đấu, chính Tra Tranh đã đề nghị phân cao hạ, quyết một trận tồn vong. Chẳng lẽ mới nói chưa lâu mà đã nuốt lời?
Vì thế trong lòng không khỏi cảm thấy hổ thẹn, sẵn giọng nói với chữ Nguyên Cực: "Nhị ca lùi về đi, Diêm Vương hôm nay đã định phân ai, người đó phải chết." Chữ Nguyên Cực gắng gượng nói: "Nhị ca, ta không tin vào chuyện ma tà." Thầm ý của hắn là bất chấp luật lệ giang hồ. Thương Tu Khách cười nhạt: "Không tin thì ta cho người thấy quỷ." Dứt lời một kiếm chém tới, nói thêm: "Càng tốt, cứ gọi hôm nay Diêm Vương gọi hai huynh đệ ngươi về thập điện vậy." Là một nhân vật thứ hai thứ ba trong phong dân hội, chẳng lẽ cả nhị đương gia và tam đương gia liên thủ với một nhân vật không mấy tiếng tăm, lại còn bị đối phương chọc quê như vậy? Vì thế Bác Bích Tu La Trà Tranh tức giận quát lớn: "Quý thính giả thân mến, Nhất Kiếm Cái Thế phần thứ 38, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 39 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.